do is adore you all of the time. I like to mama. I like to mama. I like to love you. Chào Ngọc. Dạ em chào bác Khiêm ạ. Hôm nay bất ngờ quá là Ngọc tái khám lại. Yeah. Thì qua một lần điều trị với lại liệu trình PAP và sử dụng cái tế bào gốc mỡ thì Ngọc cảm thấy như thế nào? Dạ, điều đầu tiên thì em chúc bác sức khỏe. Điều thứ hai là em cũng xin được gửi lời cảm ơn MCAS. Thì thực sự là khi mà đây là một, em biết qua MCAS là qua một người chị, thì thực sự là em khi mà thử dịch vụ cấy mỡ baby thì em cũng cảm giác là rất là bất ngờ. Tại vì em thấy là từ trước đến giờ cái dịch vụ này nó đang rất là hot, và em cũng không biết là tìm cái địa điểm nào cũng như là cái địa chỉ nào tin cậy để mình giao cái mặt mình cho cái đơn vị đó làm. Thì thực sự là khi mà làm thì em cũng khá là lo lắng, nhưng mà khi làm rồi thì thực sự là em cảm thấy rất là hài lòng. Cái khuyết điểm lớn nhất của cái mặt của em đó là về thâm quầng mắt, cũng như là một số điểm trên khuôn mặt em bị khuyết. Thì khi mà thử cái dịch vụ cấy mỡ baby cũng như BB bên mình, thì em cảm thấy là từ những cái khuyết điểm trên mặt của em như là thâm quầng mắt nè, rãnh của cái dạ má nè, rồi cũng như là những hai bên thái dương, như trước hồi xưa là trán em bị trán cao, trán dồ, thì bây giờ là bên em là được xử lý rất là tốt luôn. Đó nên em cảm giác là điều đầu tiên là em cảm giác là mình tự tin với khuôn mặt mình hơn. Và cái thứ hai là em cảm thấy là da của em cũng được cải thiện lên rất là nhiều. Những cái đốm nám nó cũng hoàn toàn hết. Và đặc biệt là em thấy là khi mà các bác sĩ làm cho em á, thì các bác sĩ cũng có nói là em ơi bây giờ dư mỡ nhiều quá thì phải làm sao? Tiện là thêm cầm cho em, là cầm em dài ra thêm được tí xíu, thêm môi em mỏng hơn tí xíu. Bình thường là các bạn phải tiêm filler, mình cảm giác là cái đó nó cũng thực sự là em cũng cảm thấy không an toàn. Nhưng mà khi mà làm đó thì em cũng bất ngờ khi mà trên giường mổ nữa là em được cầm em dài ra thêm tí xíu và môi em mỏng thêm được tí xíu. Nên em thấy là thực sự là dạ đúng rồi, cộng thêm. Nói chung là đầu tiên mình chỉ nghĩ là mình đi trị thâm quầng mắt thôi. Tại vì là thâm quầng mắt của em là bị gen di truyền của cả nhà. Nên chính vì vậy là thực sự là em cảm thấy rất là hài lòng, cũng như là rất là tin tưởng khi mà mình chọn cái dịch vụ tại MCAS. Và cái thứ hai là công việc của em, từ khi mà sau khi mà làm tại MCAS thì em cảm thấy là hình như là khuôn mặt đầy đặn lên, may mắn nó cũng đến với em nhiều hơn. Dạ xô chậu, giống như công việc cũng nhiều hơn, đến độ mà tái khám lại mà phải là các bạn phải quá hối xa. Dạ không, rất là nhiều lần các bạn hối tới thì em mới sắp xếp được thời gian để tới với bác. Dạ cảm ơn cái chia sẻ của Ngọc. Dạ thì hiện tại ở đây đó là bác sĩ cũng thấy là nó đã đầy đặn hơn, cái vết nám nó ổn hơn. Dạ sáng hơn. Dạ tuy nhiên Ngọc nhớ là cái vấn đề giữ gìn rất là quan trọng. Dạ bởi vì cái phần mà sửa chữa đó thì nó nhanh, nhưng mà vấn đề là từ cái sửa chữa đó mình đạt được khuôn mặt như vậy thì mình giữ nó được bao lâu, đó là cái mà cần Ngọc chăm chút cái chế độ ăn. Dạ và cái giữ gìn hàng ngày. Dạ thì cái giữ gìn thì chắc là bạn tư vấn đã dạ, đúng rồi. Cho Ngọc cái dạ, phần dạ, rất là kỹ dạ, cái lịch chăm sóc rồi. Dạ. Bây giờ bác sĩ chia sẻ thêm là trong cái phần tư vấn cho tất cả các bạn, chứ không riêng vì không riêng gì bạn Ngọc, không riêng gì Ngọc á, thì bao giờ mình cũng chú ý đến cái quan điểm của người phương Đông mình về cái khuyết của hai bên cái hõm má, về cái khuyết của râu rồng này và về cái hậu của cái khuôn mặt. Dạ. Thì ba cái điểm đó nó làm cho khuôn mặt của người phụ nữ Á Đông mình phúc hậu hơn. Yeah. và tươi hơn. Yeah. Thì về của Ngọc khi mà đón nhận cái khuôn mặt đầu tiên đó, cái việc bổ sung đây nó đứng như góc độ phương Đông học của mình á, là để cho các bạn giữ tiền được tốt hơn. Yeah. Về cái râu rồng đó thì nó bớt cái khắc khổ hơn. Đối với nam thì gọi là râu rồng, nhưng mà đối với nữ nó giống như là một cái nét gì đó hơi khắc khổ một chút xíu. Đúng rồi, dạ. Thì cái đó phải khắc phục đi. Và cái hậu của khuôn mặt nó nói lên là cái nghề nghiệp sau đó của bạn đó sẽ được giữ lại, được lưu lại. Dạ. Thì ba cái điểm đó là ba điểm mấu chốt. Bên cạnh cái yêu cầu của Ngọc là xử lý cái thâm quầng này, thì thực ra xử lý thâm quầng này nó trong một liệu trình chung. Dạ. Là hút cái mỡ rồi lọc nó qua cái dạng tế bào gốc dạng PAP. Yeah. Và trong cái phần lọc ra đó chúng ta có được cái mỡ hạt. Yeah. Đóng vai trò của một chất filler. Yeah. Và sử dụng rất tốt. Dạ yeah, đúng rồi. Thì không có lý gì tự nhiên tiêm phần này cho em lại chưa cái phần này không tiêm. Yeah. Cho cái môi nó căng mọng hơn. Yeah. Cho nó sexy hơn thì lại không làm. Yeah. Do vậy thì
trong cái cách làm cũng như trong cách tư vấn thì bao giờ em gái cũng chú ý tất cả những cái phần đó. Dạ dạ, em rất là bất ngờ. Dạ em rất bất ngờ. Cảm ơn Ngọc. Dạ. Nhưng mà nhớ là vẫn còn, dường như chúng ta vẫn còn một liệu trình nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thì dạ, cố gắng sắp xếp để chúng ta nói tiếp những cái liệu trình đó. Dạ. Việc chăm sóc khuôn mặt, việc chăm sóc làn da trên cái khuôn mặt của mọi người, nó giống như một người nghệ nhân chăm sóc cây bonsai. Dạ. Phải điều đặn Ngọc. Dạ rồi. Phải điều đặn và điều đặn. Dạ dạ. Thì như vậy mới đem được cái kết quả như mong muốn được. Dạ dạ. Một lần nữa em cảm ơn bác nhiều. Cảm ơn em. Dạ. Chúc em luôn thành công. Dạ dạ. Chúc em luôn hạnh phúc. Dạ dạ. Các bạn hãy chọn em cách là địa điểm mà làm cho phụ nữ mình ngày càng đẹp hơn, sống một cách thật là ý nghĩa hơn.